con đá nguyên bản quý vị nhé, không ghép một viên nào. Sơn thủy hữu tình. Xem ban ngày thì phê lắm. Vừa mới lên đá chiều nay này, vừa mới xong này, vừa mới ngơi tay, chưa kịp dọn dẹp còn hơi bẩn bẩn một tí. Sau tí rêu phong vào lại quét sạch cái là ok luôn. Đây nha, một ngày đi như chim. Ngày đi như chim. Sáng thì tôi ở quê Thạch Thất, xong đó đi xuống Vạn Phúc đi chở vợ đi làm, sau rồi lại sang bên triển lãm Long Biên mang cây về, và bây giờ lại ở Thạch Thất này. Thì cái cây này thì mình hơi bị bất ngờ một tí là không hiểu nó tưới kiểu gì mà nó tụt mất cả cái đất mình xuống, trong khi mình ngày nào mình cũng tưới dòng dã mà không sao, tụt mất xuống này, có bị mất mấy phân chậu này, nó hở chậu này, phân vàng vàng này. Đó. Thì không hiểu là nó tưới kiểu gì mình thấy nó rỗng hết cả đất, nó tụt xuống, nó tụt xuống cả mép chậu, trong khi là mình chơi bao năm thì không sao, cũng có cái một chút hơi chạnh lòng một tí. Và thấy cây lá nó xác xơ, mình cũng thôi, cây nó cũng không có cái ảnh hưởng nhiều, mình cũng không có ý kiến gì, nhưng mà thấy nó hơi buồn tí, đó. Và cây nó cũng không để ở trong cái khu mà người ta quan tâm nhiều nhất thì thôi, mình cũng không có vì cái mục đích gì nhiều. Nhưng mà thấy cái cây nó bị tụt thế nó cũng hơi sốt ruột, phải nói là sốt ruột. Đấy, tôi lại phải vừa cho thêm tí đất, bây giờ nhấc lên thì thôi ngại quá, đi độn ở dưới thì đúng hơn. Không hiểu nó tưới kiểu gì rỗng hết cả đất của mình ở đây luôn. Nó tụt thành cái mép chậu luôn rồi các vị. Nó có cái vệt tụt này, như cái mức nước rút ấy. Đó, và nhưng mà rất hay một cái là cái cây này tôi mang về đây, cây làng này, mang đi chơi thì chả ai biết vì là nó tùm trong cái chậu này. Mang về thì không ai biết, lúc mang đi thì căn bản tôi cũng không có thời gian tôi cắt tỉa. Thì bây giờ đây, lên ngồi cái phiến này này. Hôm nay nó cũng có một cái duyên gì đấy, tôi sắm cái viên đá này lâu rồi, nhưng mà tôi nghĩ là nó khó, hơi bị khó lên cái viên đá này, vì là cái viên đá này nó hơi bị bằng phẳng ấy. Thì nếu mà lên cái viên đá này tôi buộc tôi phải đôn cái đế này, tầm này, đôn cái đế lên. Đó, thì nó lại thành hai nấc đấy, quá đẹp. Hôm nay ở chỗ sới cây ấy, Long Biên, thì tôi định mua của anh Trung Dâu hai cái viên đá. Thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nó lại không thấy nó hợp. Về ướm lại cái viên này thì ngon quá quý vị, quá ngon luôn. Bây giờ tôi sẽ vặt lá quý vị nhé, vặt lá để xem. Gần như là nó không bị ảnh hưởng gì của cái bầu nó quý vị. Tôi đặt lên cái phiến này, ở dưới thì vẫn có đất, tôi vẫn chơi sơn thủy. Sơn thủy mà bán sơn địa mà lại có nước. Đó. Bán sơn địa quý vị nhé. Sau thì có thể đắp chăn được hoặc không đắp cũng không sao, với cây này cái bầu nó còn nguyên. Và tôi kè thêm một số cái viên đá vào và những cái vị trí như này. Đây, rất chắc chắn này. Này, quý vị này. Kè mà như là bê tông luôn này. Sau nó lộ dần ra thì tuyệt vời lắm. Đó, và trên là trong này sau tôi sẽ có thêm một vài cái viên đá nhỏ đây chạy theo cái viền này đây. Đấy, và trong này hoàn toàn là đất quý vị nhé. Cho nên không lo cây yếu. Đó. Quý vị ạ. Đây, hôm nay thì vặt lá thôi, thoải mái thôi. Ở đây sau sẽ cho thêm một cái cây nho nhỏ gì, cũng là cây xanh hoặc cây si thôi. Nhưng mà nó thật nhũn mà lùn mà. Đó. Rồi đắp rêu chạy theo những cái kẽ này. Đây, chạy theo những cái kẽ này. Nhưng mà rêu muốn sống được thì phải có đất. Đấy, cứ để đất đây cho nó kết hợp với nước dưới cho nó hút lên. Đấy. Mặt sau này quý vị. Gần như cái bầu nó không có bị ảnh hưởng một cái gì cả. Rất hay. Đó quý vị ạ.
Rồi cái vặt lá này nha quý vị nha. Cây này sai lầm hôm là đi chơi không vặt lá đây. Nhưng mà thế là cũng hay. Cái vặt lá rồi thì hôm nay mình lại không làm được cái món này. Đặt phát vừa luôn. Đúng như cậu với mợ. Mình nhắm cái viên đá này là cho cái cây này mà. Nhưng mà cứ lo là không vừa thì về ướm phát là ngon luôn. Quá là mỹ mãn luôn à. Sơn thủy hữu tình luôn. Trời gần tối rồi, tôi sẽ vặt lá cây này và để quay lại cái thành quả sau quý vị nha, chứ không có thì bây giờ xem vặt lá cây này thì có mà hết ngày. Đó, quý vị mường tượng tí nữa xem cái sự thay đổi của nó nhá. Đấm bằng cái chỉ, cái cấu chỉ vải. Mẹ ơi, cá hôi nhà đây. Rồi, nhặt cái chiếu ra đây. Còn một tí nữa để dành ăn cơm xong chén nốt. Vải được cái tác phẩm quá đẹp luôn. Cây đi chơi bên Long Biên tùm quá, không ai để ý. Cũng may hôm ấy mình không cắt hôm ấy thì hôm nay lại không có duyên lên đá. Cái gì nó cũng có cái duyên của nó cả rồi. Đó, nghệ thuật sắp đặt rồi. Luôn bỏ có tí nữa nhặt bẩn dưới lá dưới gốc này rất khó nhặt. Qua ở ngoài cổng có nhiều rêu thế, hôm nay không còn một tí rêu nào để lấy rồi. Phối vào mấy cái điền này. Cái này là cái công nhân may người ta cắt chỉ vải thừa. Cái này với cái nhíp nhổ lông nách, nhổ cỏ cực kỳ hay.
anh xong rồi, anh xong rồi, anh xong dẫn em vào trong trong bà đi. Xin mời xuống tiền. Lấy một cái VinFast lởm thôi. Một xe điện không đi đâu. Đây là con VF9 rồi. VF9 rồi. Nhìn bò chạy chưa? Nhìn bò em chạy. Con đang bảo là nhìn bố em giỏi chưa? Yeah. Nhưng mà chú hai lúc cắt cụt con rồi gì? Ai ạ? Cắt cụt đầu nó kiểu đẹp quá. Bố có đẹp? Ơi. Bố có đẹp trai không? Có. Đẹp như nào? Đẹp như thiên thần, như con gái. Thì tôi chán. Bà hảo bà quá là hết nó hơn. Tí một các con phải tỉ mỉ này. Con bài tập được chưa? Này quá, hôm nay có camera gơn các bạn. Đấy, quý vị. Rồi lại nhờ tác nghiệp để lên cái mặt mình tí. Chẳng có thì chả bao giờ thấy lên mặt mấy. Nước nó còn đang hơi bị đục vì là mới xịt qua một tí thì nước bùn nó xuống. Đấy, hôm nay thì đi kiếm mấy cái rêu mà không có, chắc phải đi mua thôi. Cái đấy thì không quan trọng lắm. Thì tổng thể thì nhắc lại quý vị của các anh chị một chút là về cái khay này thì thôi, mình đang có này, mình đặt lên thôi. Và cái đá này sau mình làm thêm mấy cái chân đế, khoảng độ 3 cái chân thôi. Đấy, nó nâng cao lên một xíu nữa. Đó. Thì cái đặc điểm của viên đá là rất hay, rất thuận với cái cây này. Về dáng, về mọi thứ nó làm tôn cây này. Cái thứ hai là nó cái đá của nó có cái phần, nó có hai nấc này. Cái phần nấc chân này nhá quý vị, đây cái phần viền chân này. Và phần chạy lên này, đấy, xung quanh nó như vậy. Xung quanh nó như vậy, quý vị thử nhìn xem. Ở đây là bị lấp đất thì không nói nhé. Đấy này, nó có viền phân tách này. Viền phân tách. Đấy, bên này này. Bên này thì gần như là đá lũa này. Thì cái này thì quá đẹp luôn rồi. Đó. Người ta khoét một cái lỗ để trồng cây đây, nhưng mình không thích cái lỗ ở đấy. Nhưng mà người ta đã làm cái lỗ thì mình phải tạm thời cho một cái cây, hoặc là sau đấy cho một cái viên đá nhỏ khác vào đấy được, ok, không vấn đề gì. Đó, thì còn viên đá này rất thuận với cây này. Mình nhìn thấy phát mình vừa nó dành ra cho nhau rồi. Thì quý vị có thể đang thấy nó đất cát một chút đúng không ạ? Nhưng mà như thế này cây nó mới khỏe quý vị. Nguyên cái bầu của cái cây trong cái chậu nó khoảng độ rộng 40 quý vị, tôi úp vào đây. Nguyên bánh luôn, vừa khít luôn. Thế thì trồng như vậy cây rất khỏe quý vị. Và thậm chí tôi được thêm nhiều đất, rất nhiều đất dưỡng chất ở trong kia, trong cái hố mà người ta khoét để trồng cây ấy. Nó có cái lỗ thoát nước luôn nha. Và ở dưới nó lại nhử nước lên, cầu nước lên. Thì mát và cây không hề bị hại một tí nào, không mất một cái rễ nào cả. Cho nên gần như là cây ở trên chậu nguyên bản. Đó, gần trên chậu nguyên bản. Thì vừa mới làm xong và nó còn đất cát thì chưa thể nào mà sạch ngay được quý vị. Nó phải có một thời gian nữa. Nếu như mùa này mà mùa mưa á, thì mình sẵn sàng mình lấy được ít rêu mình làm cái này thì tuyệt vời luôn. Hiện tại thì thôi kệ đâu. Tí nữa tôi sẽ phải gãi qua bỏ những cái chân đá cho sạch. Những cái ngôi nhà, những cái tiểu cảnh quý vị xem. Nó rất là hài hòa. Bản thân cái đá tôi kè thêm này, nó cũng tự nhiên nó cũng thuận luôn vì tôi đặt thêm mấy cái viên. Còn cái chỗ này là rỗng hoàn toàn quý vị, xong tôi khoét ra nhá. Chỗ này tôi nó có một cái gầm để tôi lùa đất vào á. Bây giờ tôi sẽ khoét ra cho nó sâu vào bên trong đấy một tí. Hiện tại thì để vậy đã. Khi nào đất ổn định mình sẽ khoét ra. Thì mình sẽ thấy không thấy cái sự nặng nề của đá trên cái cây này. Không thấy cái sự nặng nề của đá đâu. Mà hoàn toàn là sơn thủy hữu tình. Tiếc là cái khay nó hơi hơi bị xấu thôi.
cũng rộng rộng dài lắm đấy quý vị. Bởi cái hòn đá này nó rộng khoảng độ 50 cơ mà. 50. 55, xin lỗi. 55 quý vị. Đó. Và nó khá là mỏng ấy. Bên phía này nó cao một chút thôi thì tôi phải đôn cái đế lên bằng những cái phiến đá nó phù hợp với cái độ cao cũng như là cái hình thái của viên đá cũng như dáng của cái cây. Đó. Triển lãm bên Long Biên mình thấy nó hơi buồn. Thực sự là toàn là mắt trâu ấy. Nói luôn toàn mắt trâu và truyền thông nó nhiều ông nó dẫn dắt quá. Toàn đi mua những cây dở hơi. Quý vị có biết cái cây một cái cây trực mà mình chắc là nhiều anh em đẹp ấy, cũng thấy nó được ấy, nhưng mà tôi cảm nhận chỉ mua dưới 100 triệu cây đấy nhưng mà người ta mua 500 triệu. Đấy. Thì thực sự là ở đây không phải là câu chuyện mắt ai mỗi người một gu mà đây là cùng một gu rồi. Nhưng mà thực sự là người ta thôi thì người ta có tiền mình không thể dạy người ta cách tiêu tiền được. Đấy. Nhưng mà đấy cái có tiền thì chơi nó phải kỹ một tí. Ví dụ đây quý vị xem. Vừa mới toanh vừa mới xử lý xong này. Bên triển lãm thì không ai quan tâm luôn vì nó tùm luôn, đến bản thân tôi cũng không nhìn thấy nó là như thế nào. Mặt sau đây hai công viên này là thêm vào đấy, cực kỳ chắc chắn luôn, không hề có một tí vữa nào nhá. Nhưng mà đây, sau này những cái chỗ này tôi sẽ móc hết ra này, câu thêm những điểm rễ. Tuyệt vời luôn, cây này vừa xuân thủy vừa bán sơn địa. Đấy. Thì cây nó sẽ rất là khỏe các bạn. Chứ nhiều ông vào đá tranh vênh lắm, nhìn ghê rợn lắm. Sau đấy đâu có phải như vậy, còn phải ủ chứ. Và còn phải lấp chân chứ. Hay thêm nữa là để có dưỡng chất cho nó ăn chứ. Đâu có thể nào mà đơn giản chơi như vậy đâu. Không phải là không ngon ăn đâu. Không ngon ăn đâu. Đó. Giờ lấy cái chổi. Quét những cái này đi. Dần dần này sau một thời gian nó cũng chạy bớt đi dần. Sau mình có thể chơi nước hoặc là chơi đất ở dưới này cũng ok. Cả cái phiến đá này nhấc đi đâu cũng được mà. Cái chậu này chỉ là tạm bỡ thôi. Chả phải màu mè đánh màu gì cả. Hòn đá nguyên bản. Cũng không phải theo cái kiểu cầu kỳ rũ rễ ra để làm nước và va nước, chả cần. Cái cây này nó quá thuận với cái hòn viên đá rồi. Như thế là khỏe cây nhất quý vị. Chứ xong lại ủ mẹ nó đến mấy năm rời không được chơi nhục nhã lắm. Đấy, cứ thế này là hay nhất. Quý vị nhé. Có thể quý vị thấy nhôm nhem nhưng ban đầu nó phải thế thôi. Cái gì ban đầu cho vậy. Sau nó ổn định nó quý vị sẽ thấy nó Ối rồi đẹp quá, không phải ối rồi. Cũng phải ối rồi, mất dép đâu. Nhà cửa đây con đang sạt lở đây. Lũ quét. Lối đi đây bị lờ đất đá lấp hết rồi, lũ quét, chả khác gì lũ quét thật luôn á. Bản làng thì cứ ở dưới chân đồi chân núi này. Lũ quét ở trong cái khe này, nó nước nó túa ra. Chạy sao được. Mở đường cái đã. Quá khỏe luôn, cái này chả phải dưỡng cái gì cả. Chả phải đắp chăn hay chả phải ủ hay là nhử nhức cái rễ cái gì cả. Cứ thế chơi thôi. Không phải là tôi không biết làm cái kiểu kia quý vị nhé, mà tôi muốn làm như thế này thì cây nó khỏe và tôi chơi được ngay. Chứ còn mà ủ nó quá lâu mà đúng là cây hoàn thiện này. Phôi thì tôi không nói làm gì, phôi cụt mà cho lên đá. Cái phôi đẻo ấy, đây là cái cây nó đẹp sẵn rồi.
mà để chờ đợi rồi ủ không ổn. Không ổn. Đó. Thì như thế này là hay ho nhất này. Hay ho nhất. Nó khỏe cây mà chơi nó bền. Chứ cây xanh nó lên đá xong nhìn nó ghê, ghê rợn là xong cuối cùng yếu như thế này. Cái CC này hôm nay tôi gặp ở bên triển lãm ấy. Bao năm trên hòn đá nhìn yếu ớt. Lên đây thì quá yên tâm luôn. Sau tôi còn thay đất thoải mái luôn ấy. Chất tình luôn ấy. Thì mình làm sao để nó vừa hài hòa đẹp mà cây nó khỏe. Đó. Ok, cảm ơn quý vị đã theo dõi nhé. Đẹp quá nhỉ. Chúc mừng tôi cái nhỉ.